Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái nón để mà các bạn đi trong cái dịp hè này mọi người ha. Thì nếu mà dịp hè thì các bạn chỉ có cái thằng stretch Kermit nón nè, hoặc là nón tay bèo, hoặc là các kiểu như là túi tốt thôi mọi người ha. Túi dạng cói thì nó sẽ hợp với mùa hè. Và cái nón của thằng stretch Kermit mà của nam hay nữ các bạn mang cũng được mọi người ha. Thì mình rất là thích cái mẫu kiểu như là nón kết này mọi người nè. Nhìn nó rất là đẹp mà kiểu như là nhìn nó sẽ dễ phối đồ đó mọi người ha. Ở mặt trước cũng sẽ có một cái logo của Jack Vermeer và nó làm kiểu như là 3D luôn mọi người, và nó làm kiểu như là bằng kim loại màu silver và nó gắn chết lên luôn mọi người. Nhìn nó rất là đẹp và rất là kiểu như luxury. Và cái nón này dạng như là nón kết thì nó cũng sẽ làm sụp thôi mọi người ha, nó không có làm sâu đâu mọi người, nó làm vừa vừa thôi. Thành ra nhìn nó cũng rất là đẹp và rất là kiểu như là cá tính mọi người nè. Ở mặt trước thì nó cũng sẽ có một cái phần mà mũ mọi người nè, nó sẽ có cái kiểu như là tư tư mọi người đó, những cái lông nè nó làm rất là hay ha. Và cái dây này mọi người nó sẽ làm gắn chết luôn, nó giống như là cái tai bèo rồi mọi người, nó làm gắn chết cũng rất là hay mọi người, cũng có một cái điểm gì đó rất là ok. Nhưng mà nếu mà cái này nó làm kiểu như là tháo rồi ra được đó, thì nó sẽ ok hơn ha mọi người. Và cái chất này chất vải mà nó cũng rất là xịn, cũng rất là thoải mái, không có bị khó chịu và không có bị khô cứng, và nó cũng sẽ làm theo giống như là những cái nón lưỡi chai bình thường thôi. Ở mặt sau thì cũng sẽ có một cái logo của Jacquemus, cái phần này các bạn có thể tăng đôi được. Và cái em này cũng có size mọi người, size của nó là size 58 đây, 58. Thì cái này mình nghĩ là nếu mà có cái phần tăng đơ này á mọi người, các bạn có thể tăng đơ theo cái size đầu mà các bạn tùy thích ha. Thành ra mình thấy là nam nữ mang đều ok. Ở bên trong cũng đều là một cái chất vải bình thường luôn mọi người ha. Đây, mọi thứ đều là bình thường hết chứ nó không có làm phố cái gì hết. Cái đây cũng vậy luôn mọi người nè. Đây cũng còn cái tag của nó mọi người, tag của thằng Jack Kramer. Và cái em này mình thích đúng mọi người, mình rất là thích nó luôn á, kiểu như là mang rất là dễ thương mà nó là màu đen nữa. Và quên, mình không thể thiếu thì mình sẽ ướm lên thử nè, tại vì mình là đầu khoảng 58 thì mình mang cái em này vào nó vừa luôn, mình không cần phải nới ra nó vô. Nhưng các bạn thấy không, mang nhìn lên rất là đẹp, rất là ngầu. Cái này thì các bạn có thể tăng đơn cũng được, còn không thì các bạn để nó là một cái phụ kiện cũng ok. Các bạn phối với những cái đồ nào mùa hè nó sẽ ok hơn. Tại hôm nay mình không phối đồ, không có mùa hè thì mình đi làm á, cho nên thật ra là mình không có kiểu như là biết cho các bạn xem được, mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cái chi tiết của nó và sản phẩm của nó thôi. À, không thể thiếu thì cũng sẽ có một cái nón tay bèo của nữ mọi người nè đó. Và cái này mình thấy nam mang cũng rất là nhiều, nhưng mà đối với mình thấy là cái nam mang cái này ok hơn đó các bạn thấy không. Nó là một cặp combo nè, nhìn nó rất là đẹp và rất là dễ thương. Thì cái em này mọi người mình đang có sẵn nè, nếu mà các bạn thích thì cứ báo cho mình thì mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Cái em này cũng vậy luôn, cái em này là cái size nhỏ hơn một xíu, size của em này tầm khoảng 56 thôi mọi người, nên ai đầu ai nhỏ các bạn mua em này. Và cái giá rất là rẻ, em này chỉ có 2 triệu mấy và em này là 3 triệu mấy. Thì nếu mà mọi người thích cái nón này mà cứ báo cho mình đây, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này mà mình thích cái nón, mọi người nhớ mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm như thông báo các bên để nhận video của mình. Nhớ cho mình một team bên top. Đó là mọi người.